Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu S-Line thuộc phiên bản 9 ống 6 đồng. Và ở thương hiệu S-Line này thì những chiếc ống 6 đồng này sẽ rất hiếm gặp nha các bác. Thường thì các bác sẽ thấy thương hiệu này những chiếc đồng hồ sử dụng gông 12 gông, 8 gông. Và đây là một chiếc đồng hồ S-Line 9 ống 6 đồng phiên bản hiếm gặp. Và càng đặc biệt hơn thì phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này cực kỳ bắt mắt, được thiết kế cứng cáp sang trọng. Và chiếc đồng hồ tôi đứng S-Line này với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m08, bề ngang là 63cm, bề dày là 35cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy Uros 3 lỗ, hoạt động qua lắc, chạy từng lên dây. Đây các bác, sở hữu 9 búa và 9 chiếc ống 6 đồng. Và ở đây thì em đã có mở sẵn hai chiếc cửa sổ của chiếc đồng hồ này để tiện cho em quay phim các bác xem. Và ở đây là hai mảnh giấy của chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ S-Line 9 ống 6 này thuộc model là 986. Đây các bác, đây S-Line model 986 1AN. Và đến phần ngoại thất của chiếc đồng hồ S-Line này thì như các bác có thể thấy được thì chiếc đồng hồ S-Line này được tạo hình một cách sang trọng, độc đáo, cầu kỳ. Đây các bác, nhìn rất đẹp các bác. Có thể nói thì chiếc đồng hồ S-Line này được thiết kế với phần kiểu dáng nhìn trông qua thì rất là dày các bác, rất là sang trọng, mang một lối thiết kế tân cổ điển, rất đẹp các bác. Đầu tiên là ở phần đầu của chiếc đồng hồ này thì như các bác có thể thấy được thì rất khác biệt so với những chiếc đồng hồ khi trước em đã từng làm clip cho các bác xem. Thì đây các bác, phần đầu được uốn cong và được bo. Đây, phần đầu nhìn khá là vuông vức, khá là đẹp. Đây, rất đẹp các bác. Và ở đây là phần gỗ, đây các bác, được cứng gỗ nhô cao lên các bác, rất là đẹp luôn các bác. Đây, vân gỗ tự nhiên, đây là không phải vân gỗ vẽ các bác, đây là vân gỗ tự nhiên của chiếc đồng hồ. Đầu rất sang trọng, rất đẹp các bác. Và xuống đến phần thân của chiếc đồng hồ này thì được trang bị là hai thước cột đối xứng và được chia ra làm hai phần. Phần trên là ở phần mặt số và thước cột ở phần dưới này. Đây các bác, phần dưới này là phần để thấy được tạ và quả lắc. Và mỗi ở phần chia ở đây thì được trang bị một mảnh đồng tượng trưng cho phần đầu của thước cột các bác, rất đẹp. Đây, nhìn rất sang trọng các bác. Và ở thước cột này cũng được thiết kế nhô cao, bác sờ vào rất mượt tay các bác. Đây, rất đẹp. Đây, rất sang trọng luôn các bác. Và xuống đến phần chân của chiếc đồng hồ này thì đây các bác, đây thiết kế rất là cứng cáp. Đây các bác, ở đây thì chiếc đồng hồ này cũng được cẩn một phần gỗ nhô cao. Đây, và phần gỗ này được cẩn này, nó nằm phần cửa các bác, rất là đẹp, thiết kế khá là sang trọng cho phần chân. Và ở phần chân này thì có những cái vết thời gian các bác. Đây, sẽ quay rõ các bác xem để
tiện cho việc các bác lựa chọn những chiếc đồng hồ tủ phù hợp với mình. Và khi mà các bác nhìn tổng thể của cả chiếc đồng hồ này, đây các bác thì thấy được chiếc đồng hồ này sở hữu một kiểu dáng rất sang trọng, cực kỳ độc đáo và bắt mắt. Ngoài ra thì ở chiếc đồng hồ này còn được nhà sản xuất trang bị phần kính mài giác. Đây, phần kính mài giác cạnh rất đẹp. Đây các bác. Và bây giờ em xin tiến vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này. Đây các bác, phần chìa khóa có dòng chữ S các bác. Đây chữ S. S là ký hiệu của thương hiệu S-Line. Và tiến vào bên trong của chiếc đồng hồ này, đây các bác, sở hữu phần mặt số với 12 chữ số học trò mạ vàng nổi bật trên nền xám với những hoa văn xen kẽ cực kỳ độc đáo. Nhà sản xuất cũng trang bị cho chiếc đồng hồ này ở phần mặt số với những đường gạch nhỏ hiển thị phút để các bác dễ quan sát. Ở phía bên đây là cần công tắc chuyển nhạc và chế độ silent. Ở phần lòng trong của chiếc đồng hồ này được trang bị những hoa văn được lấy cảm hứng từ loại hoa lan tây acastus cực kỳ độc đáo. Và ở đây là phần kim rúng, còn được các bác hiểu thêm là được phần kim dây. Ở trong lòng kim dây này cũng được trang bị một hoa văn các bác khá là độc đáo. Và ở bốn góc này được trang bị những hoa văn chi tiết tương đồng với phần lòng trong, tạo cho phần mặt số này trở nên nổi bật hơn. Và phần mặt số chăn sao còn được gọi là mặt số chim tinh, với những chữ số từ 1 đến 29 là chữ số học trò mạ vàng nổi. Đây. Và đây là phần mạ vàng bóng nổi bật trên cái nền vàng cát mờ này. Rất đẹp các bác. Đây, phần mặt số chiếc đồng hồ tủ S-Line. Rất đẹp. Và xuống đến phần ống sáo, tạ và vỏ lắc của chiếc đồng hồ này. Và như các bác có thể thấy được thì ở phần tạ của chiếc đồng hồ này, một cái tông màu còn khá là đẹp. Cũng có xuất hiện những vết thời gian, nhưng đây là những vết thời gian nhỏ, thật sự rất nhỏ các bác. Với lớp mạ vàng màu bóng này thì thực sự là một điều khó khăn để tránh những vết thời gian các bác. Ở đây thì xuất hiện ít thôi các bác. Và trong quá trình mà em gắn tạ vào khi độ thì em đã chưa có lau cái vết hơi tai của em. Em sẽ lau lại chiếc đồng hồ này ở phần tạ cho nó sáng lên nữa các bác. Và xuống đến phần quả lắc của chiếc đồng hồ này. Quả lắc là quả lắc đàn nha các bác. Rất đẹp với phần hoa văn chi tiết này, các bác. Rất là cầu kỳ các bác. Và nằm ở phía sau quả lắc với tạ này là những chiếc ống sáo. Đây các bác, những chiếc ống sáo này được đặt từ thấp cho đến cao này. Rất là đẹp luôn các bác. 9 ống sáo đồng. Chính chiếc ống sáo đồng. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Vì hiện tại thì chiếc đồng hồ này đang ở bài Swiss. Đây các bác. Thank you.
Chị đồng hồ gõ 8 cái là 8 giờ. Em sẽ điều chỉnh cây kim giờ này về vị trí số 8. Đây các bác. Vậy em xin nhắc lại với các bác luôn, thì những chiếc đồng hồ cơ này thì phần kim giờ này các bác hãy tùy chỉnh mọi hướng, nhưng riêng đặc biệt chiếc kim phút này các bác phải điều chỉnh đúng chiều kim đồng hồ. Nếu các bác quay ngược lại sẽ làm hư bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ. Và bây giờ nhân tiện này em sẽ chỉ nhạc về về West để cho các bác nghe. Là các bác rất nhẹ nhàng, một rất nhẹ nhàng. Đây các bác, em sẽ vào bên đây. Đây phần máy chiếc đồng hồ. Âm thanh rất mượt mà, lớn, to, rõ, rất hay các bác. Và ở phía bên đây các bác, đây sẽ chỉ các bác thấy dòng chữ Uros. Phía đây này các bác, chữ khá là nhỏ, em không thể nào mà quay rõ các bác xem được. Rất đẹp các bác. Và các bác cứ yên tâm, những chiếc đồng hồ tủ này thì ở cửa hàng chim em đã lau dầu, canh chỉnh. Mình chỉ cần về lắp đặt những chiếc tạ vào thì mình sẽ cho nó vào sử dụng được. Và chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu S-Line, một phiên bản 9 ống 6 đồng hiếm gặp với kiểu dáng sang trọng như thế này, ở cửa hàng chim em đang được bán với mức giá là 58 triệu. Mức giá 58 triệu các bác lại sau một chiếc đồng hồ hiếm gặp thuộc thương hiệu khá là nổi tiếng, kiểu dáng sang trọng, bắt mắt, cầu kỳ. Và các bác thường hỏi em là khi mà em gửi hàng cho các bác ra tỉnh ở Bắc, ở miền Tây thì sẽ đóng hàng như thế nào, thì đây các bác, ở đây thì em đã có đóng sẵn 3 chiếc đồng hồ tủ đứng đây. Ở chiếc nào thì có những góc cạnh lớn thì em sẽ dùng những cái miếng mặt tông này. Đó, em bọc lại. Này. Và những chiếc đồng hồ tủ đứng này em sử dụng những miếng xốp. Rất dày các bác, rất an toàn. Các bác cứ yên tâm nha các bác. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909555303. Hoặc các bác ra địa chỉ cửa hàng chúng em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video. Hãy nhấn nút like và để lại chúng đăng ký kênh để một kênh em ngày càng phát triển. Bạn có động lực để làm thêm nhiều những video hay các bác xem. Cảm ơn các bác.